Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Tâm Linh 365 xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hoan hỉ chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của chúng tôi ngày hôm nay. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúng tôi xin gửi những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới quý anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng kênh Tâm Linh 365 trong suốt thời gian vừa qua. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, quý anh chị và các bạn vẫn sẽ luôn đồng hành và ủng hộ kênh Tâm Linh 365. Quý anh chị và các bạn thân mến, chắc hẳn ai cũng biết tiềm năng của người tuổi Thìn là rất lớn. Khát vọng, sự nóng vội của họ như thể sự cuồng nhiệt của họ cháy bỏng như ngọn lửa được phun ra từ miệng rồng. Con giáp này là những người có sức lôi cuốn người khác vào cuộc sống của mình một cách rất đặc biệt. Không phải luôn luôn dễ gần, họ có thể đòi hỏi, không suy tính và quá tự tin về kỹ năng của bản thân. Vậy ở video ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin quý anh chị và các bạn cùng theo dõi về tử vi của con giáp tuổi Thìn trong tháng 3 năm 2024 âm lịch, để xem trong tháng mới này, con giáp tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn hay phải đối diện với những xui xẻo để có thể chủ động hơn trong công việc và trong cuộc sống của mình. Để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó, nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về thông tin chi tiết. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch của con giáp tuổi Thìn. Theo dõi tử vi trong tháng 3 âm lịch, xuất hiện tự hình nên bản mệnh trở nên hướng nội hơn, không thích giao tiếp với mọi người như trước đây, vì bạn cần nhiều thời gian tĩnh lặng suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Bạn cũng không thích người khác xen vào việc của mình, thích làm việc độc lập, tự chịu trách nhiệm cho việc làm của mình. Đó là lý do những ý kiến góp ý của người khác trong thời gian này vì thế mà bị ngó lơ, không thương tiếc. Nhiều người quay sang giận dỗi vì hành động này của bạn. Ngoài ra, từ đây có thể nảy sinh tâm lý là bản mệnh có xu hướng ép người khác làm theo ý của mình. Khi bạn tin rằng mình luôn đúng thì cũng là khi tâm trí của bạn đóng lại, không chịu học hỏi bất cứ kinh nghiệm nào từ người khác. Tháng này, quan đới nhập mệnh khiến cho con giáp tuổi Thìn không phân minh rõ ràng mọi chuyện. Có thể vận trình tình cảm không được như mong muốn nên bạn không nghĩ được gì một cách thông suốt. Về khía cạnh sức khỏe, bản mệnh cũng không nên lơ là khi có thái tuế hung tinh điểm báo tai nạn bất ngờ. Nhớ cẩn thận trong khi xuất hành xa, tốt hơn hết là nên ưu tiên những nhiệm vụ ở gần. Nếu bắt buộc phải đi xa thì nên có kế hoạch chuẩn bị kỹ càng cho những trường hợp không mong muốn có thể xảy ra. Trong tháng, can chi mậu thìn, năm giáp thìn, thiên can mậu thổ, địa chi thìn thổ, đặc trưng thiên khắc địa hòa thổ vượng tàng kim, tài khí sần lộ. Theo dõi tử vi trong vận trình sự nghiệp của con giáp tuổi Thìn, tỷ kiến nhắc nhở con giáp tuổi này luôn đề cao sự thận trọng trong công việc. Việc gì có thể làm được thì hãy tiến hành, đừng nhờ dựa mọi người quá nhiều vì họ cũng đang bận rộn với nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, một số ý kiến của bạn có vẻ chủ quan, cứng nhắc, thiếu linh hoạt. Vì tuổi Thìn thiếu đi sự lắng nghe nên bạn có góc nhìn khá thiển cận. Trong khi đó, thông tin lại liên tục được cập nhật, thay đổi mỗi ngày. Hơn nữa, thái độ này khiến bạn khó khăn hơn trong việc hợp tác với mọi người. Lời khuyên là bản mệnh đừng để vấn đề cảm xúc lấn át cả lý trí của mình. Khi làm việc thì nên tập trung vào xử lý vấn đề công việc, đừng để những sự yêu thích của cá nhân gây ảnh hưởng tới kết quả chung. Cách tốt nhất là hoàn thành hàng loạt nhiệm vụ xuất hiện trong thời gian này, đừng để tâm đến tiểu tiết quá mức khiến cho bạn thường xuyên có cảm giác khó chịu. Thay vào đó, hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh và thực hiện mọi thứ một cách chậm rãi hơn. Về vận trình tài lộc trong tháng 3 âm lịch của con giáp tuổi Thìn, đôi khi tuổi Thìn lo lắng thái quá chứ tình hình thực tế không tệ như bạn vẫn nghĩ. Ví dụ việc kinh doanh vẫn có nguồn thu và nguồn chi đều đặn cũng là rất khả quan so với những người khác. Còn những người làm công ăn lương không nên có thay đổi nào trong thời gian này, kéo rơi vào tình trạng thất nghiệp, không có nguồn thu nhập hàng tháng. Nếu muốn thay đổi, bạn cũng cần có kế hoạch an toàn hơn bằng cách tích lũy một khoản kha khá trước khi muốn bắt đầu tìm việc mới. Thất xích bay về phương Đông Bắc mang theo cơ hội phát tài đến với mệnh chủ.
Trong hoàn cảnh khó khăn như hiện tại thì đây quả là thời cơ hiếm có. Bạn hãy nhanh tay nắm bắt lấy, đừng bỏ lỡ kẻo phải hối tiếc về sau này. Tuy nhiên, bạn nên học cách kiếm tiền chậm, bền vững với tâm nhìn ít nhất 5 đến 10 năm để tránh rơi vào những cái bẫy rất tài tình của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp đang bày ra trước mắt. Trong vận trình tình duyên tháng 3 âm lịch cho thấy, lúc này có thể sẽ xảy ra một vài tranh cãi nhỏ nhỏ giữa bạn với mọi người xung quanh. Có thể vì tuổi Thìn quá đề cao bản thân, nói những lời khiếm nhã, gây cảm giác tổn thương cho người khác. Tử vi tháng 3 năm 2024 của tuổi Thìn âm lịch khuyến khích bản mệnh dành thời gian chăm sóc cho mối quan hệ xung quanh mình. Có thể bạn thiếu sự lắng nghe nên làm gì người ấy cũng cảm thấy không hài lòng. Tháng này chính là cơ hội để bạn được chút bầu tâm sự trong lòng bấy lâu nay với ai đó có năng lực giải tỏa tâm lý. Bạn sẽ cảm thấy yên lòng hơn hẳn sau khi giải bày nỗi lòng với họ. Ngoài ra thì bạn cũng nên cho một nửa của mình cơ hội chia sẻ. Bạn chỉ cần lắng nghe, đó là khi hai người có thể hiểu nhau nhiều hơn, tránh gây căng thẳng vì ông nói gà, bà nói vịt. Còn về vận trình sức khỏe trong tháng này cho thấy rằng bản mệnh không nên nghĩ ngợi nhiều quá nếu không muốn có thêm tâm bệnh. Nếu có thể thì hãy viết ra hết suy nghĩ của mình lên những trang giấy để đỡ phải suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Sự xuất hiện của Thiên Nguyệt cho thấy bản mệnh thường xuyên rơi vào tình trạng tinh thần bất an, lo lắng, gây bất lợi cho sức khỏe, cơ thể thì yếu nhược, rất dễ bị ốm đau. Ngoài ra, tháng mới Thái Tuế hung tinh xuất hiện nhắc nhở bản mệnh nên thận trọng khi đi lại. Dù đi đâu làm gì cũng nên ưu tiên sự an toàn, nhất định không được điều khiển phương tiện giao thông khi đang say xỉn. Thời điểm hiện tại phù hợp cho các biện pháp thải độc tố ra khỏi cơ thể. Do đó, nên ưu tiên loại đồ ăn thức uống hỗ trợ cho quá trình này, tuổi Thìn hãy nhớ lấy. Theo như văn hóa phương Đông, nhiều người trong chúng ta tin rằng số phận đã định sẵn vận mệnh của mỗi người. Tuy nhiên đối với tuổi Thìn, họ lại quan niệm rằng số phận là cái bóng của sự may rủi. Kẻ dựa quá nhiều vào số phận là kẻ yếu đuối. Chỉ có người biết nắm bắt cơ hội mới trở nên mạnh mẽ. Vận mệnh có thể thay đổi nhờ vào sự nỗ lực và tài năng của mỗi người mới làm cho cơ hội tỏa sáng. Có thể nói rằng tuổi Thìn có sự kiêu hãnh từ trong xương cốt. Họ đã xác định lý tưởng cho mình từ sớm và đặt ra tiêu chuẩn riêng. Nhìn chung, tuổi Thìn tích cực, kiên cường hơn những người khác khi gặp thất bại. Sự trì hoãn là một trong những điều mà tuổi Thìn loại bỏ khỏi từ điều khiển cuộc sống. Khi có được việc cần thực hiện, họ sẽ làm ngay lập tức, không bỏ bê. Người tuổi Thìn thì thích quyền lực, thậm chí là bị ám ảnh bởi quyền lực. Dù đôi khi họ tự cho mình là trung tâm, quá quyết đoán và khắt khe đến mức vô lý, nhưng họ luôn ở trên đỉnh cao, nơi có nhiều người ngưỡng mộ. Theo dõi tử vi cũng cho thấy rằng, sức hút của tuổi Thìn rất đặc biệt nên trong từng cử chỉ của họ đều toát lên một sự thu hút khiến cho con giáp này luôn tỏa sáng bất cứ nơi nào mà họ đi đến. Nếu bạn đang cần tìm một người cho mình nguồn cảm hứng, hãy tìm đến người tuổi Thìn. Họ cũng có thể truyền cảm hứng nhiệt huyết cho mọi người. Bản thân họ không cần sự động viên của người khác, tự bản thân cũng có thể tạo ra đủ năng lượng. Lòng khao khát mãnh liệt và lòng nhiệt thành gần như làm bùng cháy ngọn lửa tâm huyết, khiến cho họ càng thêm tỏa sáng rực rỡ hơn. Trong hành động, họ là những người quyết liệt, dù làm nhỏ cũng thể hiện rất rầm rộ. Người tuổi Thìn sống có trách nhiệm và cũng rất thẳng thắn. Con giáp này luôn dũng cảm tiến về phía trước và không bao giờ lùi bước trước những khó khăn. Đôi khi mang trong mình xương cốt của hình tượng rồng vương giả và quyền lực, người tuổi Thìn không thích nhờ vả người khác khi gặp khó khăn. Sự kiêu ngạo khiến họ tự mình giải quyết mọi thứ, nhưng tính cách này cũng khiến cho tuổi Thìn trở nên hấp dẫn trong mắt của người khác. Tuổi Thìn cũng hướng ngoại và năng động. Họ thẳng thắn nhìn nhận mọi vấn đề trong cuộc sống và họ cũng không thích nói dối. Họ hào phóng cho đi, không thích ghen tị với người khác. Điều này không phải vì con giáp này chân thành quan tâm hay thông cảm với người khác, mà vì họ có tinh thần trách nhiệm sâu sắc trong mọi việc. Mang trong mình phong thái vương giả, tuổi Thìn còn có lòng tự trọng mạnh mẽ và giác quan thứ 6 nhạy cảm. Bạn sẽ nhìn thấy tuổi Thìn đầy tham vọng thông qua khả năng ngoại giao và kỹ năng lãnh đạo một cách xuất sắc. Người tuổi Thìn được người khác yêu mến bởi họ có lý tưởng cao đẹp và tinh thần trách nhiệm cao độ. Họ có thể đấu tranh cho sự bất công của người khác, mặc dù rồng trong văn hóa Á Đông đại diện cho sự hạnh phúc, giàu có và trường thọ. Nhưng người tuổi Thìn
cũng có tính cách hống hách, nóng nảy, ích kỷ, yêu thể hiện quá mức và lo lắng về sự được mất. Người tuổi Thìn có tài hùng biện nhưng không muốn giải thích khi bị người khác hiểu lầm. Một trong những nét quyến rũ của tuổi Thìn là khả năng hùng biện và tài ăn nói lưu loát. Tuy nhiên, họ lại không muốn giải thích khi bị người khác hiểu lầm. Đừng hỏi lý do tại sao, đơn giản chỉ là họ không muốn giải thích mà thôi. Con giáp này không muốn làm tổn thương ai, thà làm tổn thương chính bản thân mình. Đừng nhìn vẻ bề ngoài của tuổi Thìn có vẻ thờ ơ, không quan tâm đến mọi thứ. Thực ra đằng sau lớp mặt nạ đó là việc tuổi Thìn chú trọng đến việc tự nhận thức và cần sự tôn trọng, khẳng định của người khác. Khả năng hùng biện và tài ăn nói khéo léo giúp tuổi Thìn có nhiều mối quan hệ, cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Mặc dù vậy, họ lại là người yếu đuối trong việc tranh giành đồ vật. Kể cả những thứ thuộc về mình bị người khác giành mất, tuổi Thìn cũng tỏ ra thờ ơ, để lại cho người ta hình ảnh hèn nhát. Trên thực tế, không phải tuổi Thìn không có năng lực chiến đấu, chỉ là họ hiểu một chân lý rằng họ không cần phải chiến đấu vì những gì thực sự thuộc về mình. Tuổi Thìn có sự trung thực và lương thiện, không sợ khó khăn và luôn muốn mọi việc hoàn hảo. Nhưng họ cũng không thể nào cưỡng lại được những cạm bẫy khoác vẻ màu hồng của cuộc sống. Chính vì vậy, cuộc đời của tuổi Thìn có vô số mối tình lãng mạn và đầy màu sắc. Theo dõi tử vi, con giáp này là một con giáp hùng mạnh, được kính trọng, rồng tượng trưng cho tham vọng và thống trị. Thế nhưng, đồng thời nó cũng là con vật linh thiêng mang tính chất thần thánh, bởi rồng là con vật trong tưởng tượng. Người sinh năm Thìn tràn đầy năng lượng và sức mạnh, có sức quyến rũ và tỏa sáng. Đây là con giáp biểu tượng của sự giàu có và quyền lực, bề ngoài uy phong, dáng dấp to lớn, oai hùng của rồng trong thần thoại khiến cho tư tưởng của con người mặc sức mà bay bổng. Do đó, cho dù có hư cấu hay không, phẩm chất thần kỳ của rồng chắc chắn tiềm ẩn ở những ai sinh năm Thìn. Họ có nhiều người sùng bái, những người tuổi rồng kiêu ngạo, thanh cao và vô cùng thẳng thắn, nên ngay từ nhỏ đã xây dựng lý tưởng và đòi hỏi người khác cũng phải có những tiêu chuẩn cao như mình. Dù chú giáp này là thành viên nhỏ nhất trong gia đình thì tình hình vẫn hiếu động nghịch ngợm, thích gánh vác những nhiệm vụ quan trọng. Đứa trẻ lớn hơn một chút thường thay cha mẹ chăm nom dạy dỗ đàn em thơ. Rồng không phải là những người hướng nội, vị trí của họ là ở bên ngoài thế giới to lớn kia, giữa đám đông công chúng. Tổ ấm thân yêu của rồng có nét đặc trưng là sự uy nghiêm và trang trọng. Tiềm năng của người tuổi Thìn rất lớn, khát vọng sự nóng vội của họ, như thể sự cuồng nhiệt của họ cháy bỏng như ngọn lửa được phun ra từ miệng rồng. Họ là những người có sức lôi cuốn người khác vào cuộc sống của mình một cách rất đặc biệt, không phải luôn luôn dễ gần. Họ có thể đòi hỏi không suy tính và quá tự tin về kỹ năng. Người tuổi Thìn luôn tìm thấy các giải pháp trong công việc. Khi con giáp này thoải mái, họ sẽ tập trung được năng lượng mạnh nhất trong tinh thần và con người mình. Tuổi Thìn có khả năng thu hút sự chú ý của người khác và cũng có những cá tính đặc biệt, đôi khi thay đổi bất ngờ, khó hiểu. Nhìn chung thì tuổi Thìn phần lớn có cá tính mạnh mẽ và có bản lĩnh. Trong cuộc sống, họ thường không bằng lòng với thực tại và luôn có ý chí vươn lên. Những con giáp này có sức sống mãnh liệt, có tâm tư trong sáng và tính tình cũng rất thành thật, có năng lực, thích thực hiện kế hoạch riêng. Về phương diện tình cảm thì họ lại thích tạo ra cảm giác lãng mạn, nữ mạng siêng năng, tiết kiệm, đảm đang và tháo phát. Con giáp này có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu góc cạnh của vấn đề, bởi vậy trong công việc họ luôn cảnh báo cho mọi người nguy hiểm đang rình rập phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà tuổi Thìn dễ dàng thấu hiểu tâm tư, nỗi liền thầm kín của người khác. Từ đó tìm cách chia sẻ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn và hoạn nạn. Theo dõi tử vi trong tháng 3 năm 2024 âm lịch cho thấy, cẩm năng vượng vận, hướng tốt là chính Bắc, Tây Nam, hướng xấu là Tây Bắc và Đông Nam. Ngày cát là ngày mùng 9 tháng 4, mùng 10 tháng 4, 29 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 dương lịch. Ngày hung là 25 tháng 4, 26 tháng 4, mùng 5 tháng 5 và mùng 7 tháng 5 dương lịch. Đối với người tuổi Nhâm Thìn mệnh Thủy, nam thái bạch, nữ thái âm, khẩu quyết hãy không ngừng học hỏi để mở mang kiến thức cho mình. Quý nhân phù trợ là tuổi Mão và tuổi Thìn, tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Hợi, màu sắc may mắn là vàng và đỏ. Đối với người tuổi Giáp Thìn mệnh Hỏa, nam là hầu, nữ kế đô, khẩu quyết bắt tay làm việc gì thì nhất định phải làm đến cùng mới thôi.
Quý nhân phù trợ là tuổi Mùi và tuổi Tý, tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Dậu, màu sắc may mắn là đen và vàng. Tiếp theo là tuổi Bính Dần mệnh thổ, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết tránh tâm lý so sánh khiến bạn luôn cảm thấy mình kém cỏi. Quý nhân phù trợ là tuổi Tý và tuổi Dần, tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Ngọ, màu sắc may mắn là vàng và hồng. Tiếp theo là tuổi Mậu Thìn mệnh mộc, nam La Hầu, nữ Kế Đô. Khẩu quyết hãy thực tế hơn với tình hình hiện tại cũng như hoàn cảnh sống của mình. Quý nhân phù trợ là tuổi Hợi và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Thân, màu sắc may mắn là xanh lá và vàng. Tiếp theo là tuổi Canh Thìn mệnh kim, nam Kế Đô, nữ Thái Dương. Khẩu quyết luôn có những cách tốt đẹp hơn để xử lý vấn đề. Quý nhân phù trợ là tuổi Hợi và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Dần và tuổi Mùi, màu sắc may mắn là nâu và trắng. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Thìn đã dành thời gian theo dõi video. Nếu có bất cứ băn khoăn hay thắc mắc gì cần phải giải đáp, quý anh chị và các bạn vui lòng ghi rõ, để lại ở phần bình luận phía dưới video. Ban biên tập chương trình sẽ hỗ trợ và giải đáp cho quý anh chị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Thìn có một tháng làm việc suôn sẻ, hanh thông và may mắn. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.